Rồi, mời em gái. Rồi, ghế bên trái luôn, ngồi xuống nha cưng ơi. Yeah. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Dạ, yeah, em chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị xem chương trình. Em tên Công Nguyên, năm nay em 38 tuổi. Em nhân viên IT, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, thế còn em gái? Dạ, yeah, em chào chị Cát Tường, em chào anh Công Nguyên, em chào quý vị khán giả. Em là Lê Thị Thanh, 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thì hiện tại thì đang sống ở chung cư Hương Ngân ở quận 12. Em đang là một kế toán viên. Ở quận 12 là ở với ai? Dạ, em ở với chị gái và anh rể của em. À, vậy điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em thì em là một người năng động, hiền, biết nấu ăn. Em sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình. Điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một chút, không có thích sự im lặng của người khác. Còn bên mình? Dạ, điểm mạnh của em là sống có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng. Vui, nãy giờ tôi chưa thấy vui. Vui. À, cười lên cho nó vui. Gì nữa? Điểm yếu của em là hơi trầm tính, ít nói. Không biết cách thổ lộ. Trôi qua mấy chục năm, chưa có nụ hôn đầu tiên luôn, chưa được nắm tay. 38 tuổi chưa có, vậy là chưa có mối tình nào. Dạ, nhưng mà nắm tay cũng chưa luôn hả? Dạ vâng. Không lẽ hồi đi học rồi không có thích cô nào, không có nắm tay cô nào đã? Chưa tới bước được nắm. À, chắc tại em nhát quá, chứ đâu phải nắm mà người ta không cho. Không có nhát mà chưa có kịp cái cơ hội nào để mà để nắm được. Có thích cô nào chưa? Dạ có chứ, thích thì cũng nhiều lắm nha. Mà có nói với người ta là anh thích em, tôi thích bạn gì không? Thể hiện hành động đó còn chưa ngỏ lời đó. Thể hiện hành động mà sao không nắm tay? Sợ ta nói này nói kia. Sợ hoài, sợ thiệt luôn. Lần cuối cùng mà thích một ai đó là năm nào? Thích thì năm ngoái. Thích người sống gần khu nhà. Rồi có nói cho người ta biết là anh thích em không? Chưa nói. Cũng không luôn. Dạ. Hành động là hành động gì cho ta biết mình thích người ta? Mình chỉ nắm dẫn dắt người đó đi, kiểu nắm kiểu cổ tay thôi, chưa dám nắm tay thôi. Trời ơi, mắc mớ gì cái cổ tay xuống, cái tay có một chút mà đây không kéo xuống vậy. Mới đưa đó người ta đã đưa ra ngoài rồi, không dám nữa. Đẩy ra rồi. Trời ơi, đôi lúc trong cuộc sống phải bạo lực một chút chứ. Người ta đẩy ra thì mình cũng phải nhào tới cái nữa. Nhiều khi người ta mắc cỡ, người ta đẩy ra vậy thôi, người ta đẩy ra nhưng mà người ta đấm cái nữa là người ta cho nắm. Dạ, kinh nghiệm gì hết trơn trời á. Dạ. Giống như kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi tới nhà bạn gái chơi mua đồ ăn, tới cái cổ nói hôm mai mốt anh đừng mua nữa nha, cái mai mốt không mua nữa. Dạ. Thật thà quá, trời tôi tức. Tôi nói mình đang giận muốn chết mà mình muốn người ta nhào vô người ta ôm mình cái là mình hết giận liền. Mà cứ đứng đó hoài, mặt thì cứ sụ xuống, thấy mình giận nó sợ đó. Mặt không nói được câu nào mà mình tức, mỏng lẽ mình nói chạy tới ôm tôi đi, chạy tới ôm tôi đi. Đứng hoài thì bên kia cũng im hoài thì mình bực. Một hồi mình quạo, mình nói đứng im hoài sao về luôn đi. Cái đứng vậy quay ra đi về luôn, trời ơi. Thật thà thế rồi. Thật thà cái gì, cái đó mà gọi là thật thà, không có được. Không có được, nha. Dạ. Mạnh dạn lên. Buồn không? Dạ buồn chứ. Rồi mỗi lần thí dụ mình xem phim mà tình cảm đồ đó, trong người mình nó có rạo rực gì không? Tới càng đó có quay đi. Tới càng đó có quay đi. Quay đi chỗ khác. Quay đi. Trời ơi, sao mà nhìn mình thấy mình ước ngao không được làm không thế. Nhưng mà mình phải nhìn chứ. Mình nhìn mình mới có cái sự thôi thúc, mình mới là đủ cái gọi là cái quyết tâm để mà mình hành động chứ. Đó giờ có thích anh nào không? Dạ không. Chắc không? Chắc luôn ạ, chuẩn nam gì? Chuẩn nam luôn hả? Dạ. Nhưng mà xưa giờ coi cũng không dám coi, làm thì chưa dám làm, rồi bây giờ đã tỷ chứ có bạn gái có vợ rồi biết làm gì không? Tự động nó tới à chị. Sao tự động được, phải coi mới biết chứ không coi sao biết. Tự nhiên bản năng nó ra chị. Nhưng mà có coi không? Coi chứ. Thì chưa có coi mà dám nói quay đi cũng khác. Bởi vậy sao nghe ảnh 38 tuổi chưa nắm tay, chưa có nụ hôn đầu đời luôn, em thấy sao? Em thấy thật quá chị. Mà em cảm thấy thích hay em cảm thấy ngại? Em thì cảm thấy một người đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút, cá tính một chút, bản lĩnh một chút thì mới có thể bảo vệ được gia đình của mình. Mà dám thích một người phụ nữ thì phải nói lên lời yêu thương thì người ta mới yêu thương mình được. Đúng. Chỉ có người phụ nữ yêu nhưng làm sao có thể là cọc cái tiền trâu được, đúng không? Đúng. Lời người đàn ông thì phải là nói ra lời yêu thương thì người phụ nữ mới cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình. Đúng. Và mới dám yêu người đó được.
mới dám trao thân gửi phận. Dạ đúng rồi. Chứ cứ âm im ai biết nghĩ gì trong bụng. Dạ. Rồi mai mốt có chuyện gì đổ thừa tại em theo tôi chứ tôi đâu có nói gì đâu. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rút kinh nghiệm nha, Công Nguyên. Dạ. Hiểu một cách sâu sắc và cải thiện nha. Dạ vâng. Chị. Tay lạnh quá trời, run quá mà. Tình trường em sao cưng? Em thì cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Ừ. Một mối tình đầu tiên của em thì em khi em mới ra trường á, đó là một anh một đội. Thì em cũng yêu mới khoảng 2 tháng thôi. Anh đi nhận công tác ở Đắk Lắk. Thì anh lại yêu con của sếp ảnh. Thế là hai đứa rồi chia tay. Rồi. Sau 5 năm sau thì em mới bắt đầu quen một người bạn trai khác. Nhưng cũng chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Tình yêu gì ngắn ngủi vậy? Thế là tháng, thì tháng. Em cảm thấy cái người bạn trai này nó chưa có định hướng cho tương lai của hai đứa. Nên em mới thôi ạ. Có thể là một phần duyên nợ của em đang nằm bên kia hay sao? Cũng có thể, mình cuộc sống phải luôn luôn hy vọng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không có gầy, cũng không có mập. Mạnh mẽ, bản lĩnh một chút. Đừng có nhút nhát quá. Hiền thì đôi khi cũng rất là tốt, nhưng mà cũng phải là mạnh mẽ lên thì mới là bảo vệ mạnh mẽ để bảo vệ cho người phụ nữ được. Đúng, đồng ý. Bên đây chị thấy mọi thứ là ok, hợp chuẩn hết á. Chỉ có cái vụ hơi là nhát nhát đó đó. Dạ. Mới bắt tay mình cải thiện rồi nha. Dạ. Cố gắng. Thế em muốn tìm một người vợ trong tương lai là người như thế nào? Dạ, em tìm một người trung thủy, không có nói dối. Biết quan tâm lo gia đình. Rồi, mà gương nhìn được. Hai bạn có đem hình của mình theo? Dạ có, em có mang theo hình đây ạ. Cảm ơn em. Đây, có cô gái ấy, rất dễ, có hai ba cô tự lựa. Trời sao mình lại đông vậy? Ảnh toàn núp núp ở đằng sau không à? Đó, mà đông như vậy đó, kiếm đi. À, chẳng thấy có một người núp đằng sau vậy đó. Cái này. Ừ, hay quá, giữ nguyên hiện trường. Bên này rất đơn giản, không cần gợi ý. Đó, rõ luôn. Ai? Nhà mặc áo vàng đúng vậy. Áo vàng phải không? Rồi, để đó đi. Hãy nhìn nhau đi các bạn ơi. Xin chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là món quà này sau lần tập mặt này nó sẽ đi theo anh. Và mỗi lần anh sử dụng nó thì anh sẽ nhớ đến một người bạn gái ở phía bên kia trái tim ạ. Dạ, tặng anh. Cảm ơn em. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Món quà này là cái gì vậy em gái? Đó là một cái dây thắt lưng vậy. Chết rồi, mang vô là thắt lưng á, mang vô là thắt lưng á cưng. Thắt lưng á, là hai nhiều ý nghĩa lắm. Vừa thắt lưng là thắt em luôn, mà thắt lưng buộc bụng là kêu em tiết kiệm để về nhiêu tiền đưa cho cổ hết. Ghê lắm. Cuốn sách nó ý nghĩa gì em? Sách tự gì vậy? Hấp dẫn bí mật tối cao. Luật hấp dẫn bí mật tối cao ạ. Tức là họ chỉ cho mình cách mình mong muốn điều gì mình sẽ thực hiện dần dần, nó sẽ tự động tới mình. Hoặc tránh những tiêu cực và mấy mình cuộc sống tích cực hơn. Thế em mong muốn điều gì? Em bây giờ em mong muốn có gia đình. Thế thì em đang cố gắng thực hiện từ từ, đừng có tiêu cực ha. Dạ rồi. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn. Đây là món tôm sú rang muối Hồng Kông. Đây là món xôi bồ câu. Bây giờ hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật là tự nhiên nha. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, rồi chị. Em mời anh ạ. Dạ mời em. Nhưng mà em ăn bên này anh gấp cho. Dạ thôi em ăn bên này được rồi. Anh mỗi lần rảnh rỗi thì cuối tuần á anh làm những công việc gì? Anh làm IT nên về hướng về mặt kỹ thuật, anh chỉ thích sửa chữa thôi. Cuối tuần là anh cũng đi làm luôn, không có thời gian đi làm sửa chữa vui hoặc đi sửa chữa đồ công ty mình thôi. Mời em nha. Dạ em mời anh. Dạ là anh cũng không có thời gian nào rảnh để mà đi chơi hay là đọc sách hay là cho những cái thú vui riêng của bản thân đúng không? Có thời gian mà quan trọng chưa có đối tượng để mà đi. Nếu có rồi thì anh muốn đi đâu? Đi thích đi xem phim, đi dạo chơi, đi các trung tâm thương mại, đi rồi đi ngắm này ngắm kia. Rất là thích phong cảnh thiên nhiên đẹp. Em thích đi cà phê các bạn vào cuối tuần hoặc là đi mua sắm gì đấy. Anh gặp em thì anh cảm nhận thấy thế nào? Cái cảm xúc thật sự của trong lòng mình cảm thấy thì em không công nghệ. Công Nguyên ơi, mình lột con tôm đi qua bạn gái cho nó ga lăng lấy hình cho nó đẹp cơ cưng. Dạ. Về cảm nhận của anh thì em thấy anh cũng là người có cá tính. Còn em thì em thấy anh cũng rất là hiền. Đúng rồi. Anh có sợ bị vợ ăn hiếp không? Em thì em không ăn hiếp vợ chồng, nhưng mà em thấy anh hiền có. Nếu như sau này anh lấy một người vợ dữ hơn một chút, người ta ăn hiếp anh, ví dụ bận quá anh ơi, anh vào bếp nấu cơm giùm em được không, anh có chịu không? Phụ vợ là chuyện rất bình thường bây giờ.
Còn ăn hiếp là, ví dụ ăn hiếp là kiểu ăn lấn át là thôi. Ăn át thì chắc là không có. Còn cứ phụ vợ, mà... phụ gia đình chuyện bình thường thôi. Dạ. Nếu có việc thì đấy, hay là mệt mỏi cũng như là chồng nấu cơm, nấu nước hay dọn nhà thì chắc là anh cũng phụ đúng không? Đúng rồi, cái đó thì anh tự làm được. Dạ. Dạ em xin. Tưởng tượng lột xong ăn chắc vui lắm. Em ở với anh chị thì anh chị nấu hay là em về em nấu? Hầu như là chị gái em nấu. Nếu mà anh chị bận thì em vẫn vào bếp nấu cơm hay. Một câu hỏi đặt ra về vấn đề lột tôm. Tại thấy em ga lăng quá con Nguyên. Bây giờ hỏi em nè. Dạ. Nếu như trường hợp mình đi ăn tiệc với bạn trai của mình. Dạ. Trong tiệc người ta đãi món tôm. Trong bàn thì có 10 người. Xung quanh em ngồi một bên bạn trai mình, nhưng mà bên cạnh cũng có một hai cô gái ngồi chung mà họ đi một mình. Bạn trai của em ga lăng và lột tôm cho mấy cô kia, rồi cũng lột tôm cho em. Em suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng rất là vui ạ. À. Dạ. Ủa em đơn giản vậy thôi hả? Vui thiệt. Dạ, rất là vui. Vui thiệt hay là em vui? Không, không sao, em nói thiệt. Em rất ít khi ghen những vấn đề đấy. Đôi khi là cũng phải đặt niềm tin ở người bạn của mình. Ôi hay quá. Ga lăng lịch sự. Thấy người ta đi một mình không ai lột thì tôm phụ nữ khó lột. Đúng rồi. Cái ảnh lột gì đó là cái ảnh phân phát. Rồi cái nhiều khi tới em nó hết tôm. Đúng rồi. Ủa có luôn. Dạ không sao chị. Cái đó là hên xui à. Trùng hợp. Hồi đó chị có vậy mà chị bỏ cái anh kia đó. Là ảnh lột mà lột cho cô kế bên trước. Rồi mới lột cho chị sao? Ga lăng trước hả? Là chị hai đứa về cái lộn. Cũng có thể ga lăng lịch sự, nhưng mà phải lịch sự với bạn gái trước. Thì phải lột cho chị một con trước cái đã, rồi mới lột cho thiên hạ. Dạ. Chứ vô mà lột cho thiên hạ trước, rồi rủi như tới cuối hết con tôm rồi sao? Không phải là mình thèm ăn con tôm, nhưng mà dạ, mình rồi phải trước tiên. Đúng không? Dạ. Trời, chị thấy em ăn con tôm nó chắc ngon lắm ha cưng. Đồ quá. Ngon, không ai lột tôm chị ăn hết trơn, thấy người ủng mộ ghê vậy đó. Dạ, cặp này tôi thấy là cũng được rồi đó nha quý vị nha. Nếu mà quen nhau bao lâu thì em nghĩ là tiến tới hôn nhân là hợp nhất? Dạ thì em cứ 6 tháng là vừa. Thì em nghĩ là cái khoảng thời gian nó cũng đủ để hai đứa hiểu nhau rồi. Nếu mà có tình cảm yêu thương thật sự thì cũng đủ để gắn kết yêu thương lâu đúng dài. Đúng rồi. Chứ tìm hiểu lâu quá thấy cũng đâu có được dạ gì đâu đúng không? Với lại mình có tuổi rồi, thanh xuân còn đẻ dạ rồi này kia, còn con cái rồi nữa chứ. Quan trọng là cái tình cảm mình dành cho nhau thật sự như thế nào thì rồi, chứ không phải là thời gian nhiều hay ít. Chính xác. À, hôm nay em đi với ai? Có người thân dạ, không? Hôm nay em đi với mẹ em. Có mẹ hả? Dạ. Trời ơi, nãy giờ chị tố em quá, chắc mẹ em giận chị lắm nè. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái, anh rể và các bạn của em. Ồ, đồng nghiệp của em. Vậy hả? Đông quá, vui quá. Mời gia đình hai họ vô. Dạ, chào cả nhà. Nhà mình đông quá. Nhưng em chào bên đây trước, bên đây phụ huynh. Dạ, con chào cô. Chào MC Cát Tường. Dạ. Hôm nay nãy giờ cô coi, cô thấy vui không cô? Nói chung là vui lắm. Gặp Cát Tường ở trong TV, nhưng mà dạ hôm nay mới gặp Cát Tường trực tiếp. Dạ, nhưng mà nãy giờ cô chê con, cô chậm quá, cô chọc ghẹo em nó hoài. Cô có giận con không? Không, 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 không. Con vui rồi cô ha. Cô muốn làm cho chương trình Cát Tường là mạnh mẽ lắm đấy. Biết dạ rồi. Hôm nay cô đến đây đúng là tìm con dâu. Dạ. Đây là một cái duyên thì mong hai con này cho nhau cơ hội. Dạ, nhưng mà cô có cái tiêu chuẩn nào cô lựa chọn, cô có cái yêu cầu gì không cô? Cô nhìn thấy con gái kia là cô ưng á. Ưng rồi hả cô? Dạ. Con chào cô ạ. À. Rồi, cô chào cô. Cô có khỏe không ạ? À? Dạ, cô vẫn khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã đến cùng anh và chia sẻ hôm nay đúng là tình cảm với con ạ. À, nhờ bà Mai MC Cát Tường dạ đã dẫn dắt hai con đến đây. Thì cô cũng mong hai con này cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Cảm ơn Cát Tường. Dạ, yeah. Hai mẹ con ôm nhau một cái nè. Biết đâu nè, biết đâu bất ngờ. Dạ yeah. À, hay quá, cảm ơn nha. Rồi, về vị trí đi cưng. Giờ cô đứng đây nha, để con qua phỏng vấn họ nhà gái đông quá. Dạ, ai là chị ruột ạ? À? Dạ em. Dạ, em tên gì? Dạ em tên Lan, em là chị gái của Thanh. Dạ, chị gái của Thanh. Vâng. Đứng gần chắc chồng rồi gì nữa. Đúng rồi ạ. Dạ. Thế hôm nay lắng nghe câu chuyện của hai em từ nãy giờ thì tâm lý là của một người chị gái ngồi bên dưới thì cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui. Cả chương trình tạo điều kiện cho hai bạn, hai em gặp nhau. Nếu có duyên thì hai bạn, hai em đến với nhau. Anh rể. Anh rể thay. Hai người đàn ông. Mong là đưa hai bạn tạo nhau cơ hội
tìm hiểu nhau. Sau này mà tiến tới được hôn nhân rồi phát triển nữa thì anh em mình có cơ hội. Hai anh em mình cùng trèo. Cùng trèo. Rồi hôm nay trời, tôi muốn tiễn em đi lấy chồng đó em. Đi đội hình đông là quyết tâm rồi đó. Dạ thôi thì cảm ơn gia đình hai bên nha. Và Tường cũng hy vọng là với cái sự ủng hộ của gia đình như thế này thì hôm nay là cặp đôi này cũng sẽ có cái cơ duyên đến được với nhau. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ con Cát Tường cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe. Dạ bây giờ hồi hộp lắm á. Xuống coi cái đoạn kết á. Đoạn kết của một cuộc tình vui quá ha. Lâu lâu mình có gia đình đông đúc như vậy mình mới cảm thấy rằng là thật sự là quý vị khán giả rất là quý và rất là tin tưởng vào chương trình mà chúng tôi đang làm. Đã rất là nhiều cặp đôi đến được với nhau rồi, cho nên là tất cả mọi người tham gia chương trình với một cái thái độ, một tinh thần rất là nghiêm túc. Những ai đang còn ế, đang còn muốn tìm một nửa yêu thương của mình hãy đến gặp Cát Tường quý vị nha. Rồi thêm một cơ hội nữa, anh này nhát quá, cho anh có cơ hội tiếp xúc để mà chia sẻ được cái thêm cái tính cách của mình cho bạn gái hiểu hơn. Yeah. Bóc một lá bài đi anh. Rồi, đọc lớn lên giùm Cát Tường. Thử tưởng tượng hai bạn đi lạc trong một rừng sâu. Đang trú trong một hang đá. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau trong đêm nay? Rồi, giờ tưởng tượng thử coi. Em trả lời trước nè. Đang bị lạc ở trong rừng á. Mà chỉ có một nơi cư trú là cái hang đó thôi. Thì em nghĩ là đêm dài lắm, đêm dài cũng không thể đi đâu được. Đúng. Tốt nhất hai đứa sẽ trú ở đó để qua đêm, sáng xong sau trở về. Để cái đêm nó qua nhanh thì hai đứa sẽ trò chuyện sao để cho nó vui vẻ, để cái đêm đó nó hấp dẫn hơn, vui vẻ hơn, không còn cảm thấy sợ hãi như trong cái hang rừng cũng có hai đứa nữa. Cảm giác như là cái đó là ngôi nhà của mình vậy. Ngôi nhà của mình vậy là ngủ chung đó. Không phải là ngủ chung. Dọn gì nữa? À thức chung. Thức chung. À thức chung. Còn thức làm gì? Đố ai biết. Còn Công Nguyên? Em thì trước hết là mình đàn ông mình phải gọi là làm sao cho hai người an toàn chứ cái đó. Sắp xếp mọi thứ có cái chỗ nghỉ ngơi cho nó đàng hoàng. Hai người bắt đầu ngồi tâm sự với nhau đó. Chà hay ha. Bởi vì đàn ông nó khác phụ nữ, mình thì hơi lãng mạn rồi mình tính cái gì đó. Nhưng đàn ông rất thực tế. Đây là bờ vai vững chắc, chậm nhưng mà chắc. Là phải lo cái an toàn trước tiên, rồi lúc đó mới lo tới cái chỗ nghỉ ngơi. Rồi ổn cái chỗ nghỉ ngơi rồi lúc đó mới ngồi tâm sự. Chưa có quan sát chung quanh, chưa biết ổn không mà lo tâm sự rồi, thấy không? Rõ ràng là nó sâu sắc hơn, đúng không em? Được. Rồi mời em gái. Bạn nam bế hoặc là cõng bạn nữ 5 vòng và nói to anh yêu em. Mời em 5 vòng đấy vậy. Đúng rồi, hay là em muốn cái vòng ở sân vận động, chị dời máy ở sân vận động quay. Đứng lên và qua xin phép bạn gái. Rồi, thử sức đi, thay vì là hít đất. Bé em nha. Dạ. Rồi, váy dài rất là ok, tuyệt vời. Đi 5 vòng và anh yêu em. Chà, 5 vòng hơi đuối nha quý vị. Vỗ tay ủng hộ phía dưới bà con ơi. 1 vòng, anh yêu em chưa? Anh yêu em. 1 vòng, 5 vòng nha cưng. Có vợ hay không là giờ cái phút này đó. Ở dưới nhiệt tình lên trời ơi. 2 vòng, trời anh ơi yêu chắc... em. Mình có thể tha không 3 vòng không? 5 vòng đuối rồi nha. Anh yêu em. Anh yêu em thằng méo xẹo vậy. 3 vòng. Lẽ vừa đi vừa hát nữa đó. Dạ thôi cho anh. Cố lên. Rồi anh yêu em. Anh yêu em, cố lên. Vòng cuối rồi. Cố lên, đã mới ăn được con tôm mà. Rồi anh yêu em. Rồi anh yêu em. Dạ bên anh đó. Cho anh thở đi em. Xỉu chưa? Dạ, sắp xỉu rồi. Rồi về về ngồi đi, mặt tái hết trơn vậy cưng. Đó là một cái sự va chạm, va chạm rất là nặng đấy, có thể là có truyền được nhau cho nhau một cái điện gì rồi đấy. Và bây giờ là lúc quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Ủa rồi cái miếng giấy gì trong túi áo vậy? Dạ, mình sẽ về tính đọc thơ về ngành nghề của em nè. À, đọc thơ về ngành nghề của em rồi tính chừng nào đọc? Bây giờ đọc luôn đi em, chứ bấm nút rồi còn thời gian đâu nữa đọc. Rồi mời em. Đừng dạy quen bọn IT, chúng nó khô khan lãng mạn gì, viết thư tán gái thì kinh dị. Chúng viết bằng ngôn ngữ gì, ngôn ngữ C. Đừng dại mà yêu bọn IT, chúng nó tài năng mỗi tội kỳ. Bạn gái chúng đòi đi đăng ký, bẻ khóa được rồi đăng ký chi.
Đừng dại mà yêu bọn IT, chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh ý toàn năn nỉ, em mở mã nguồn cho anh đi. Dạ rồi. Ta chuẩn bị bấm nút. Mà ổng biểu đừng có yêu bọn IT. Dạ, câu cuối chị, câu cuối đúng không? Câu cuối mới hay ha. Rồi, đủ lớn, đủ hiểu, đủ sự tinh tế, đủ cảm xúc để cảm nhận được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng tôi chỉ cho các bạn cơ hội nắm bắt hay không là quyền của các bạn và phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, em thấy bạn nữ rất cao tính. Bạn lúc em bạn có nói là thích bạn trai gọi là mạnh mẽ. Với em là hơi hiền. Mạnh mẽ và hiền nó khác nhau. Tại vì em hơi hiền, không có mạnh mẽ để gọi là cho bạn ấy tựa vào. Trước khi nãy bạn nó có hỏi là anh là người có về có bị vợ bắt nạt hay không á, thì em thấy cũng hơi lo sợ. Và cả cuộc đời em đã cứ sợ rồi. 34 cái xuân xanh đã trôi qua vẫn cứ sợ. Tại sao không thử cho mình một cơ hội? Đó chỉ qua là những cái câu nói, những câu hỏi để mình hiểu được nhau nhiều hơn thôi. Chị nghĩ rằng cá tính tạo nên số phận. Tại vì em như vậy cho nên đến giờ này em vẫn chưa có một cái tình cảm, một cái kinh nghiệm nào. Chị không phải là chê em, chị cũng không chỉ trích em, nhưng rõ ràng là cái kinh nghiệm trong tình yêu em không có. Và thật sự biết mà không nói, biết mà không nói mới là cái tội. Chị rất là thẳng thắn, chính em mới là cái người làm mất những cái cơ hội của mình. Nên bữa nay chị cố tình, chị ráng giúp em. Chị mong muốn là em cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà thôi, chị vẫn tôn trọng cái người tham gia. Tường buồn quá à, nên Tường muốn chia sẻ cảm xúc với cô một xíu. Mẹ thấy bạn gái này dễ thương mà mẹ cũng ưng ý. Thôi thì con cứ... Nói chung hai con này cho nhau cơ hội cứ tìm hiểu. Mình còn tìm hiểu nữa cơ mà. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã bỏ cái cơ hội này rồi ạ. Bây giờ mình chỉ nói con để con rút kinh nghiệm mà những lần sau thôi ạ. Cô hơi buồn. Cô mong muốn là hai con cứ bấm nút để cho nhau cơ hội để mình chứ còn tìm hiểu nữa cơ mà. Chứ đâu có phải lấy ngay đâu. Dạ thôi thì đó, chị cũng rất là thương em. Là Tường cố hết sức để mà vung vén cho các bạn. Nhưng mà vẫn tôn trọng các bạn nha. Thôi mời em đứng lên. Mời em gái. Dạ. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nhưng mà với một cô gái tự tin, bản lĩnh, giỏi giang như em, chị tin chắc chắn rằng là không xa em cũng sẽ tìm được một người đàn ông đủ bản lĩnh để mà có thể hiểu và chia sẻ và đồng hành cùng em. Dạ em cảm ơn. Sinh năm 1994, hiện tại 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là làm sale thị trường bên Sơn. Làm ở Bình Thuận. Làm ở khu vực Bình Thuận. Làm ở đâu anh? Làm ở khu vực Bình Thuận hả? Em thì em đang ở nhà em ở La Di, Bình Thuận. Rồi mình đang làm sale cho công ty gì? Công ty cổ phần Thu Va á chị. Là công ty đó chị xem về gì vậy? Dạ, công ty sơn Thu Va á, làm về sơn hả? Rồi ok. Rồi về điểm mạnh, điểm yếu của mình thì như thế nào rồi Nghĩa? Điểm yếu thử mình là gì, mình show up ra hết nè. Làm xe cách lợi nha, mình tự tin lên hết. Em thì em thấy điểm mạnh nó cũng có thể là điểm yếu luôn. Thôi em gặp chung đi. Tại vì ví dụ như hiện tại tính tình em thì có thể là nó có nhiệt tình. Nhưng mà nhiệt tình người ta coi kêu là điểm mạnh. Nhưng mà nhiều khi mình nhiệt tình thái quá thì nó cũng là một điểm yếu của mình. Bản thân em thì trong cái cách sống, trong cái suy nghĩ sống của mình là mình sống thật với bản thân mình. Nhưng mà mình nhiều khi mình thật quá thì làm người ta mất lòng. À mình thật thắng quá nên người ta mất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Coi cái bài sống hát hò, thể thao, nhảy múa gì được không nè? Em biết chút chút về rap thôi, hát thì em hát không có hay. Rồi, hát một vài câu được tặng. Rap hả?
Thiên đàng. Dạ, vậy em đọc vài câu trong bài Thiên đàng của Vô Quy nha. Rồi, ok. Mời ạ. Thiên đàng dành cho em, ông trời dẫn lối. À, lọc, nhạc. Thiên đàng của anh, ông trời dẫn lối. Đi trước cũng trời, mẹ anh nhỏ có. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa em vào trong. Mau anh vào trong, địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ tối xa tăng lầm nó mất sợ. Không theo sự xấu, lũ không tha thứ. Họ phóng anh đi vì anh là rất nhớ. Anh đã chọn lối thiên đàng để cô pha. Cái chân lên cái bàn xem phim ma. Thế nhưng hỏi anh, đi đâu lâu vậy? Thiên đàng thượng giới anh đang ở đây. Nếu mà muốn lên đây thì hãy quyết định. Cái xấu cái tốt do mình phân tỉnh. Cuộc đời mỗi người mình là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình. Ừ, rồi cảm ơn nè. Rồi ngoài ra thì giờ tình trường của mình sao rồi nhỉ? Mấy mối tình dạ. Rồi đã trải qua bao nhiêu trong năm chưa? Dạ có, thì cũng 25 tuổi thì bắt đầu có mối tình đầu. Thì tới giờ thì cũng gây được 2 người. Người thứ hai thì em chia tay cách đây cũng 2 năm rồi. Ừ, cái nhau bị tập. Nói chung thì em thì chắc là bất đồng quan điểm sống thôi. Mình cụ thể đi, bất đồng về những cái gì nè, để đây người ta cũng biết, để người ta tránh tìm những cái người mà có những cái đặc điểm đó cho mình ha. Thì kiểu như là em là một người kiểu suy nghĩ nó hơi nhiều á. Ừ. Thì trước mắt là mẹ cũng kêu á là khi mà cưới vợ đi thì với gia đình cho một mảnh đất rồi thì em cứ tính theo kiểu là bây giờ nhà cho đất rồi thì hai vợ chồng cưới nhau về thì mình sẽ kiếm tiền để mình xây nhà. Thì mâu thuẫn xảy ra là khi là em đề nghị với bạn gái cũ em lúc đó là cũng tính là thêm khoảng 7-8 tháng nữa xong tan ông ngoại em mà cưới á. Thì kêu là thôi thì trước mắt là về ở dâu khoảng 2-3 năm, hai vợ chồng đi làm kiếm tiền để xây nhà cho thoải mái. Thì một bên thì cứ suy nghĩ như vậy, một bên thì bạn gái em không muốn ở dâu. Rồi từ đó về thêm cái nhiều cái phát sinh trước đó nữa. Mình nghĩ tới cái vấn đề, mình nghĩ cái này là tốt nhưng mà có thể là đối với bạn gái mình nó không hợp. Hoặc là nhiều khi những lúc mình xuất hiện bên cạnh bạn gái mình nhưng mà thời điểm đó lại là không thích hợp, mà những lúc bạn gái mình cần mình lại không có mặt. Rồi dần dần mâu thuẫn nó lên liên khai thôi. Quen xa hay xa? Ừ, thì thời điểm đó em yêu xa. Đấy, tính ra anh với tình yêu em đều yêu xa hết. À. Rồi bây giờ thì mình mong muốn mẫu người bạn gái thế nào sẽ phù hợp với mình. Bây giờ ví dụ yêu xa nữa thì được không? Căng à. Được á, thì trong khoảng bán kính khoảng 60 cây đổ lại thôi chị. Đi về cho nó. Nếu vậy thì cái những bạn ở gần em không có tìm được hay sao? Nếu ngại yêu xa thì tại sao ở gần không có? Không biết sao nữa, nhưng mà xung quanh chị công việc thì em cũng đi tối ngày á, nên về cũng không thấy mặt đâu hết. Ừ, công việc em nữa, rồi em có thời gian được cho bạn gái không? Yêu xa em có đảm bảo được việc hẹn hò được không? Hay là lại bỏ người ta ở nơi đó? Ở gần mà còn bận vậy? Thì ví dụ như xa đúng không? Thì nếu mà xa quá, ví dụ như từ ở Bình Thuận vào Sài Gòn thì có thể em sắp thời gian em sắp xếp là một tháng em vào Sài Gòn khoảng 1-2 lần. Còn nếu mà ở gần như em nói trong bán kính khoảng 60 cây đổ lại á thì có thể cuối tuần em lên thăm bạn gái mình. Rồi ok em. Nếu được chọn thì chương trình liên hệ lại với mình nha. Yên hỏi gì nữa không? Rồi được rồi. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh.
Chương trình cảm ơn anh ạ. Bản thân mình ha, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp giùm ha. Dạ rồi, em xin chào chương trình ha. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Đức Hiển, sinh năm 1996, quê thì đến từ Bình Thuận. Hiện tại là công việc của em là công việc IT trong một công ty ở Bình Dương, về công ty về sản xuất ạ. Mình là IT, là mình quản lý máy móc hay là mình làm về lập trình hay sao? Em thì quản lý về hệ thống mạng của công ty, về mà cài đặt phần mềm là tài khoản của bên mạng của công ty luôn đó chị. Cao lên rồi, thấp rồi. Điểm mạnh điểm yếu của Hiển là gì? Thì điểm mạnh, em nói điểm yếu trước á. Điểm yếu của em thì em thì nói chung là cũng không được tự tin lắm, dạ, còn vấn đề thì như là giao tiếp bên ngoài. Và thứ hai nữa là em hơi nhút nhát á chị ạ. Còn cái điểm mạnh của em thì em thấy là mình là một người khá là siêng năng trong công việc, cũng như là sống hài giúp đỡ người khác, dạ. Rồi, còn điểm yếu của mình có sở trường gì không? Ca hát này kia được không? Dạ thì em thì sở trường của em thì em chơi được nhiều môn thể thao chị ạ, dạ. Mình kể chơi được môn gì, mình ca hát gì được không nè? Dạ ca hát thì em vẫn có thể hát được ạ chị. Dạ ca hát thì cũng khá không hay, nhưng mà nói chung em cũng thường thường hay cũng hay với bạn bè cũng hay đi hát chỗ này chỗ kia chị. Ừ. Rồi tình trường của mình sao rồi? Dạ tình trường tình trường thì em cũng trải qua hai mối tình, một mối tình 2 năm và một mối tình mà 4 năm thì vừa mới chia tay cách đây tầm được 6 tháng ạ. Ừ, lý do vì sao chia tay mối tình đó? Dạ thì em nghĩ là nói chung thứ nhất là duyên ấy, kiểu như cũng có duyên nhưng không có phận với chị, tại vì do thứ nhất là do hai người cảm thấy là kiểu như không hợp nữa nên hai đứa em mới dừng lại. Ừ, là mình ở Bình Dương, là quê mình ở Bình Dương luôn hay là quê mình ở đâu? Dạ quê em thì em ở Bình Thuận, em vào Bình Dương sinh sống đấy. Ừ, là gia đình mình vẫn ở Bình Thuận, còn mình một mình sống ở Bình Dương. Ừ, dạ đúng rồi, một mình em thì em có ở Bình Dương thôi. Rồi. Bây giờ mình muốn mọi hình mẫu như thế nào sẽ là phù hợp với mình nè? Dạ thì em cũng mong muốn là một bạn sinh năm 96 hoặc là 96 hoặc là 98 để cũng là thứ nhất là hợp tuổi với em, hai nữa là kiểu như cũng là trẻ trẻ để có thể dễ hiểu nhau và dễ thông cảm hơn. Dạ thì cũng không cần xin đâu, chỉ cần bạn ấy cũng có công việc ổn định, nhà ở Bình Thuận thì càng tốt, hoặc là Bình Dương cũng được. Rồi mình còn yêu cầu gì bạn nữ không, về ngoại hình à? Rồi về công việc này kia nè. Thì em cũng mong muốn là bạn ấy nếu về ngoại hình thì xin thì càng tốt, không xin thì cũng được, không sao đâu, chỉ cần có tinh thần cầu tiến trong công việc, cũng như là lễ phép lịch sự với gia đình, cũng như là với mọi người. Và thứ hai nữa là thì bạn ấy cao cao một xíu, tại vì em cao đến 1m8 thì mong mấy bạn ấy tầm cao đến 1m6, 1m65 là được rồi. Rồi, chương trình đã nhận hết những cái thông tin của Hiển rồi, nếu như có người phù hợp thì chương trình sẽ gọi lại để đi tập để nói chuyện nhiều hơn với Hiển ha. Thì ở Bình Định, hiện tại thì em đang công tác tại Đồng Nai, làm tại dự án sân bay Long Thành, và công việc của em là kỹ sư. Kỹ sư mình đang thực hiện xây dựng ở đó đúng không? Vâng, đúng rồi. Thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng? Thu nhập em là 14 triệu. 14 triệu. Bạn là một chàng trai như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vâng, thì em thì điểm mạnh thì tính tình thì cũng hoạt động, vui vẻ, khá là mọi người xung quanh thì đánh giá là khá thân thiện. Thì về nhược điểm thì cũng ít nói, không có giao lưu nhiều. Không giao lưu nhiều à? Ít bạn hả? Vâng, thế là em không ít tương tác nhiều á. Thế là một ngày mình đi làm về xong mình sẽ như thế nào?
thì bình thường công việc của em thì ngoài giờ làm về thì em cũng làm thêm công việc cá nhân bình thường thôi. Dạ vâng. Rồi trước giờ mình không mới tình rồi. À vâng, em thì trước thì sinh viên thì có một mối tình, sau lúc đi làm thì được năm thì cũng có được mối tình. Hiện tại thì gần năm rồi em chưa tìm hiểu ai. Rồi mà mối tình thời sinh viên đấy là mình quen nhau bao nhiêu lâu? À em quen nhau được gần 2 năm. Quen hồi năm nhất. Quen với bạn chung hồi trung học phổ thông. Rồi thế xong rồi tại sao chia tay? À thì hồi còn quen hồi lúc còn học thì chung có nhiều thứ mình quen kiểu nó chưa chín chắn ai quen xong rồi cảm xúc nó nhiều, sau thời gian mình không thấy còn thích nữa thì mình hết quen. Rồi thế còn cái mối tình gần đây nhất thì là biết ra như thế nào? Mối tình này thì em quen được 4 tháng à, thì gặp tình cờ. Tình cờ gặp ở đâu? À thì tình cờ gặp chung một buổi tiệc à. Bây giờ bạn có kể là cái mối tình này đi, miêu tả cụ thể ra quen nhau như thế nào, xong rồi tại sao chia tay, chủ động nói chuyện đi bạn. Vâng, thì mối tình thứ hai này thì em quen nhau trong một dịp là đi đám cưới một người anh chung công ty, có gặp và em có giao lưu thì em có xin số bạn nữ này và về nhân tin trao đổi cũng có đi chơi. Sau một thời gian quen thì thời gian em đi làm công trình cũng khá là xa thì bạn nữ này thời gian kiểu ít tương tác lại. Lúc đầu thì em cũng thương, em thường về đi chơi, sau em đi công trình đi tỉnh nhiều quá thì thời gian nó xa quá nên là lần ít gặp mặt nhiều hơn, thì thời gian tương tác nó là xa lần thì em chủ động nói dừng lại luôn. Thế là gần đây là một năm nay bạn là không là độc thân đúng không? Vâng đúng ạ. Bây giờ bạn mong muốn tìm kiếm mẫu người như nào? Em thì mẫu người của em thì thích người gái nhỏ tuổi hơn em, về ngoại hình thì da trắng xíu, một miếng xíu, kiểu trong tròn có cái da có thịt tí ạ. Vâng. Rồi tiếp về ngoại hình thì như nào nữa? Về ngoại hình thì về cao thì chiều cao thì cao trên 1,5 m, trên 1,5 m được rồi. Cao trên 1,5 m. Rồi. Vâng. Vị trí vùng miền quê quán. À nếu mà được vùng miền thì em vẫn thích được miền Trung. Thích miền Trung. Vâng đúng rồi. Cho em miền Trung nên em thích gái miền Trung hơn. Rồi công việc nghề nghiệp. Về công việc thì bạn nữ là nhân viên văn phòng là được không? Rồi. Vâng. Hiện tại bạn đang ở Đồng Nai là bạn đang ở trọ hay là đâu? À hiện tại thì đang ở trọ. Đang ở trọ ở Đồng Nai. Vâng. Thế mình sau này mình phát triển là mình sẽ ở đây luôn hay là mình ở về quê này? À thì em thì dự kiến thì sẽ ở trong này á. Ở trong này luôn đúng không? Rồi vâng. Cảm ơn bạn nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen, để biết thông tin cơ bản với bạn đã. Xong rồi nếu vâng. Tìm được người phù hợp thì bên bạn sẽ liên hệ lại làm nội dung kỹ hơn với bạn nhé. Vâng vâng. Hiện tại Long làm công việc gì anh Cường? Đang làm bán hàng bên điện máy xanh hơn. Nhân viên bán hàng điện máy xanh. Đúng rồi. Và thu nhập của mình là bao nhiêu một tháng? Nhập tầm khoảng khoảng 10 đến 15 lên này, nó dao động á. Rồi. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì biết nấu ăn rồi biết quan tâm gia đình rồi sở thích năng khiếu thì mình biết ca hát. Rồi. Điểm yếu của mình. Điểm yếu thì Ừ.
Nói chung cũng hơi nhát chứ đám đông rồi chứ anh. Còn điểm yếu của mình còn gì, nó không lý do tại sao mình nghĩ thế. Thì nói chung em thì lúc trước cũng dạng từng lập gia đình rồi mà đậu dở, rồi giờ độc thân mình nên muốn tiến tới hôn nhân tiếp theo anh. Rồi mình lấy vợ kết hôn bao nhiêu lâu thì chia tay? 4 năm anh. 4 năm. Có con chưa? Không có con chung anh ơi. Độc thân này giống như ly hôn xong là không ai dính bận ai hết. Rồi vậy lý do mà mình ly hôn là gì? Lý do thì như hai gia đình không có hòa thuận á, rồi hai đứa cũng như có nhiều tranh chấp, rồi bên vợ thì tin thì dễ, bên đây chửi gia đình bên đây á nên không tiếp tục nữa. Nhưng mà tranh chấp thì là tranh chấp gì ạ? Tranh chấp giống như vấn đề mà mua nhà góp á, nhà góp rồi bên vợ cũng ra chút đỉnh, rồi bên đây thì bên nhà bên em thì khó khăn hơn thì không có ra nên bánh khi dễ, rồi có chửi ba em rồi gì đó, chửi ba em. Vậy là anh độc thân là mấy năm rồi nhỉ? Cũng gần 2 năm rồi. Anh có đi tìm hiểu những mối quan hệ khác không bên ngoài? Nói chung đi làm mà cũng có không có cơ hội, nói chung là em cũng ít gặp mấy bạn khác giới nhiều anh, chỉ đi làm rồi đi về vậy đó. Rồi. Cũng có không? Gặp một người mà nói chung cũng thấy chưa có hợp gu rồi nên chưa thành. Rồi, bây giờ anh mô tả gu của anh cho em cảnh, mẫu người của anh mong muốn tìm kiếm như thế nào? Mẫu người con gái em cần giống như chỉ tưởng sống, rồi biết muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, biết nấu ăn, rồi quan tâm gia đình chồng con, rồi cũng có một công việc ổn định như em vậy thôi. Chính hiếu thảo ông bà cha mẹ là được anh, đơn giản. Công việc của bạn đấy là như thế nào thì là anh mong muốn? Công việc của người bạn thì cần công việc ổn định thôi, giống như văn phòng hay gì đó, hay là tư nhân gì cũng được anh. Cho em hỏi tiếp, ví dụ ủa anh đang làm điện máy xanh là ở dưới quê hay là ở trên Sài Gòn hay gì vậy anh? Hiện tại đang làm ở dưới quê chị. Ví dụ anh yêu xa thì được không? Theo dự định chắc sắp tới chắc đi không? Theo dự định em sắp tới chắc đi Sài Gòn hoặc là Bình Dương thì lập nghiệp quá. Rồi dự định lên đây làm cái gì? Thì chắc xin mấy công ty nó tuyển dụng á chị, mấy công ty chắn. Dạ. Ngày xưa anh học bằng cấp gì? Anh học bên cao đẳng mà nó thuộc nhà nước bên cao đẳng gì anh? Mình nghe học cao đẳng bên công tác xã hội, con ngành mới của tỉnh mình mở. Dạ, công tác xã hội rồi, ok anh. Rồi thì chắc chương trình cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh rồi ha. Thì nếu mà có bạn gái phù hợp như thế nào thì anh sẽ lên Sài Gòn tham gia giúp em được không? Dạ được. Dạ rồi, ok vậy có gì anh sắp xếp ha. Lịch lịch ghi hình thì sớm nhất là ngày 5 tháng 1. Dạ. Chị ví dụ như được thì mong muốn tìm những bạn gái ở miền Tây mình á chị, mấy cái tỉnh gần em sau này nó dễ qua lại hai bên á. Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang. Thôi mình cứ mở rộng ra đi anh. Ví dụ như là mình mở rộng ra thì có nhiều đối tượng cho mình hơn, chứ mình bây giờ mình cứ giới hạn vậy thì biết đâu chừng mình không hợp với những cái cô gái đó hay sao ha. Dạ rồi. Rồi rồi, em cảm ơn anh ha. Rồi, dạ. Em chào nha. Dạ, buổi phỏng vấn của anh đến đây là kết thúc rồi. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chương trình cảm ơn anh ạ. Out rồi.